Tiếp theo chương trình, xin mời Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo thẩm tra tóm tắt của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội. Tổng Thư ký có thời gian tối đa là 20 phút. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã có báo cáo số 3006 với 74 trang tổng hợp nội dung thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Sau đây, Tổng Thư ký Quốc hội xin trình bày báo cáo tóm tắt như sau. Thứ nhất, về một số vấn đề chung, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện 10 nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến kỳ họp thứ tư về giám sát, chuyên đề và chất vấn liên quan tới 21 lĩnh vực. Trong đó, một số lĩnh vực được Quốc hội quan tâm tiến hành giám sát nhiều lần. Cụ thể, các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, tài chính, lao động thương binh xã hội, nội vụ có 2 nghị quyết chất vấn và 1 nghị quyết giám sát chuyên đề. Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội có 1 nghị quyết chất vấn và 2 nghị quyết giám sát chuyên đề. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 1 nghị quyết chất vấn và 1 nghị quyết giám sát chuyên đề. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, ngân hàng, thông tin và truyền thông, thanh tra có 2 nghị quyết chất vấn. Ngoài ra, một số lĩnh vực được giám sát thông qua 1 trong 10 nghị quyết gồm công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học, công nghệ, tư pháp, tòa án, viện kiểm sát và kiểm toán. Báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước đánh giá việc thực hiện đã bám sát các nội dung trong nghị quyết của Quốc hội, đã khái quát những kết quả đạt được, một số hạn chế tồn tại bất cập trong việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn, chỉ ra được nguyên nhân và xác định các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, một số báo cáo gửi đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra bổ sung còn chậm so với thời hạn yêu cầu. Một số nội dung trong báo cáo chủ yếu liệt kê các công việc đã triển khai trong thời gian qua mà chưa có sự đánh giá, phân tích, so sánh về hiệu quả cũng như đánh giá sự chuyển biến từ khi triển khai các yêu cầu, giải pháp nêu trong các nghị quyết của Quốc hội. Chưa nêu rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, những nhiệm vụ chưa hoàn thành, những nhiệm vụ đang trong quá trình triển khai thực hiện theo yêu cầu. Một số hạn chế tồn tại, nhiệm vụ giải pháp còn chung chung, chưa gắn với quá trình tổ chức thực hiện, chưa làm rõ được trách nhiệm của tổ chức cá nhân. Thứ hai, về một số vấn đề cụ thể. Một là về kết quả đạt được. Thời gian qua, Chính phủ, các bộ ngành đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nghiêm các nghị quyết của Quốc hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực, được đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó đã đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể như sau. Một, trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đã tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc về đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, tập trung đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm, tạo sự lan tỏa, kết nối vùng. Việc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã phát huy hiệu quả, kịp thời bổ sung nguồn lực, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, làm giảm bớt khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Nhiều chỉ số quan trọng được cải thiện đáng kể. Hai, lĩnh vực tài chính, việc cân đối ngân sách được đảm bảo, kỷ luật kỷ cương tài chính, quản lý tài sản công được nâng cao, công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến. Ba, trong lĩnh vực ngân hàng, các chính sách tiền tệ được thực hiện chủ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, các chính sách vĩ mô khác.
việc xử lý sở hữu chéo, đầu tư chéo khá hiệu quả, tình trạng thao túng ngân hàng từng bước được kiểm soát, việc xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực, tín dụng tăng trưởng khá, chất lượng tín dụng được cải thiện. 4. Trong lĩnh vực công thương, các quy hoạch quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản được ban hành, các giải pháp đảm bảo cung ứng điện được quan tâm thực hiện, chiến lược xuất khẩu hàng hóa được quan tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại, việc kiểm tra xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt một số kết quả tích cực. 5. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi, các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đã được ban hành. Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành, thú y các cấp được sắp xếp củng cố từ trung ương đến địa phương. 6. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, đã ban hành đầy đủ các quy hoạch quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tiến độ triển khai các dự án, công trình giao thông quan trọng quốc gia cơ bản đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai thu phí không dừng đã được thực hiện theo yêu cầu, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường. 7. Lĩnh vực xây dựng, công tác rà soát hoàn thiện luật được triển khai, thực hiện và từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật xây dựng. Các đề án, chương trình quản lý phát triển đô thị được triển khai tích cực. Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản, nhà ở được triển khai và đạt kết quả bước đầu. 8. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chính sách pháp luật về đất đai đang được hoàn thiện. Đã ban hành một số quy chuẩn quốc gia về môi trường, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã có sự chuyển biến, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 9. Trong lĩnh vực thông tin truyền thông, hoạt động chuyển đổi số quốc gia được triển khai tích cực, việc bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được đẩy mạnh, công tác quản lý báo chí được thực hiện hiệu quả. 10. Trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 được ban hành kịp thời, mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội phát triển trên phạm vi cả nước. 11. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhiều nhiệm vụ giải pháp về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được quan tâm, tập trung triển khai. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam được xây dựng, du lịch Việt Nam đã có sự cải thiện rất tích cực. 12. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cơ chế chính sách về quản lý, tài chính, phương thức đầu tư cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được sửa đổi hoàn thiện. 13. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tiếp tục quan tâm sắp xếp mạng lưới các trường, lớp, chú trọng đến việc đầu tư, đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường, lớp học. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được quan tâm đổi mới, đảm bảo sự minh bạch, khách quan, giảm tiêu cực. Việc ban hành chính sách và thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo được triển khai đồng bộ ở các cấp học, tạo bước chuyển quan trọng về quy mô và chất lượng giáo dục. 14. Trong lĩnh vực y tế, đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, kiểm soát thành công dịch COVID-19. Chính sách pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, xã hội hóa dịch vụ y tế tại các bệnh viện công lập, chế độ chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế được quan tâm sửa đổi, bổ sung. 15. Trong lĩnh vực nội vụ, việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đạt kết quả tích cực, quan tâm đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, những khó khăn vướng mắc về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở từng bước được giải quyết. 16. Lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, công tác xây dựng pháp luật, pháp lệnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, đảm bảo chất lượng, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã đi vào nền nếp. 17. Trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực, việc điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc và có chất lượng. 18. Trong lĩnh vực thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, đạt được những kết quả tích cực, việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả,
công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. 19. Trong lĩnh vực tòa án, chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án được chú trọng, việc giải quyết đơn, đề nghị, giám đốc thẩm, tái thẩm có chuyển biến, tiến độ và chất lượng giải quyết được nâng cao. 20. Trong lĩnh vực kiểm sát, công tác điều tra tội phạm của cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chất lượng ban hành kháng nghị, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đạt kết quả tích cực. 21. Trong lĩnh vực kiểm toán, các quy trình hướng dẫn kiểm toán được hoàn thiện, kế hoạch kiểm toán bám sát yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thành việc triển khai hệ thống công khai báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 2. Là về các hạn chế tồn tại. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế tồn tại trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn theo từng lĩnh vực cụ thể như sau. 1. Đối với lĩnh vực kế hoạch đầu tư, tỷ lệ các quy hoạch cần phải hoàn thành còn thấp, tiến độ lập các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh vẫn còn chậm so với yêu cầu tại nghị quyết số 41/15 và nghị quyết số 61/15. Việc triển khai một số nhiệm vụ thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Đối với lĩnh vực tài chính, chưa ban hành được quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp còn chậm. Việc thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt thấp. Số vay để đảo nợ có xu hướng ngày càng cao. Tình trạng vi phạm trong quản lý sử dụng tài sản công còn diễn ra, đặc biệt trong công tác đấu thầu, mua sắm tài sản công. Việc ra soát, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa kịp thời, là chưa nghiêm. Đối với lĩnh vực ngân hàng, việc hoàn thiện pháp luật về cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu còn chậm, còn thiếu chính sách ưu đãi, khuyến khích nhà đầu tư tham gia xử lý tài sản đảm bảo và mua bán nợ xấu. Việc tìm kiếm, đàm phán ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc đối với ngân hàng yếu kém còn gặp nhiều khó khăn. Đối với lĩnh vực công thương, việc ban hành quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, chiến lược xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chậm so với yêu cầu của nghị quyết số 134. Cơ chế về giá bán lẻ điện chưa đồng bộ với thị trường điện, cung cầu điện vẫn còn bất cập, chưa cân đối được nguồn vốn và tháo gỡ vướng mắc về thực hiện chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025. Nhiều dự án thủy điện chưa chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng, quy hoạch, môi trường, chưa ban hành bộ tiêu chí để xác định sản phẩm hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam theo yêu cầu tại nghị quyết số 134. Tình trạng hàng giả, hàng nhập lậu còn diễn biến phức tạp, việc bố trí huy động các nguồn lực phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ còn chưa tương xứng với vai trò, nhu cầu và tiềm năng phát triển. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, một số quy hoạch quốc ngành quốc gia thời kỳ 21-2030, tầm nhìn đến 2050 trong lĩnh vực nông nghiệp chưa được ban hành. Một số chỉ tiêu trong bộ tiêu chí về nông thôn mới chưa phù hợp với từng địa phương, vùng, miền. Số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số còn thấp. Việc sắp xếp chuyển đổi các công ty nông lâm nghiệp còn chậm so với yêu cầu của nghị quyết 134. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công và đưa vào khai thác của một số dự án còn chậm. Nguồn cung vật liệu cho các dự án giao thông lớn khan hiếm, khó khăn. Việc xử lý các bất cập của an toàn giao thông còn bất cập. Các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông chưa được xử lý dứt điểm. Đối với lĩnh vực xây dựng, chưa ban hành quy hoạch hệ thống đô thị nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Việc phát triển đô thị thông minh, bền vững còn hạn chế. Thị trường bất động sản, nhà ở còn khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, quỹ đất và nguồn vốn. Giá nhà ở còn ở mức cao so với thu nhập của người dân. Chưa ban hành đầy đủ 12 bộ quy chuẩn quốc gia theo yêu cầu của nghị quyết số 75. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về đất đai còn chậm, chưa ban hành quy định về việc hoạt động lấn biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, còn nhiều tồn tại hạn chế trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường từ các làng nghề, dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, các lưu vực sông, thiếu cơ chế chính sách thu hút, tham gia vào các chương trình, dự án, thích ứng biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực thông tin truyền thông, việc triển khai quy hoạch báo chí ở một số cơ quan chủ quản báo chí còn chậm, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan báo chí còn gặp nhiều khó khăn. Vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí vẫn còn xảy ra do việc quản lý của một số cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí còn chưa được quan tâm đúng mức. Việc phủ sóng di động ở nhiều thôn bản còn khó khăn, nhất là những nơi chưa có điện. Đối với lĩnh vực lao động thương binh và xã hội, một số chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội chưa được hoàn thiện, hệ thống thông tin thị trường lao động chưa có sự chuyển biến, chất lượng lao động, năng suất lao động của lực lượng lao động còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức còn lớn, chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, việc gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp còn hạn chế, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nguồn lực cho công tác văn hóa, gia đình, thể thao chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mới được triển khai ở một số loại hình. Cơ sở vật chất phục vụ, thể dục, thể thao ở cơ sở còn nhiều hạn chế, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách quốc tế chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, việc triển khai thực hiện tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập còn bất cập. Việc quản lý sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn nhà nước còn gặp khó khăn, vướng mắc. Việc chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc đảm bảo các quy chuẩn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tuyển dụng giáo viên ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng thiếu trường, lớp, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên chậm được khắc phục. Việc biên soạn, cung ứng sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn bất cập. Việc thực hiện tự chủ đại học còn gặp nhiều vướng mắc. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Đối với lĩnh vực y tế, khả năng cung ứng và chất lượng dịch vụ y tế nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở khu vực y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến quá tải ở bệnh viện tuyến trên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Đầu tư cho y tế dự phòng còn chưa thỏa đáng, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế dự phòng còn thấp. Đối với lĩnh vực nội vụ, việc ban hành quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, quy định về vị trí việc làm, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, việc tinh giản biên chế còn mang tính cơ học và chủ yếu từ giảm từ số cán bộ công chức viên chức nghỉ hưu. Việc cải cách tiền lương chưa được đảm bảo theo tiến độ yêu cầu tại nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương. Đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, một số nhiệm vụ lập pháp còn chậm so với kế hoạch, một số văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết ban hành chậm, việc xử lý các văn bản có bất cập vướng mắc phát hiện sau rà soát, nhất là các văn bản dưới luật chưa kịp thời, số việc thi hành án dân sự chuyển kỳ sau còn cao, kết quả thi hành án hành chính còn hạn chế. Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, tình hình tội phạm ở một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố hàng năm chưa đạt yêu cầu theo nghị quyết số 96 về công tác tư pháp. Một số vụ xâm hại trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp,
tại nhiều địa phương, tiến độ giải quyết một số vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu, tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp, số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản chưa giảm. Đối với lĩnh vực thanh tra, việc ban hành các văn bản quy định chi tiết của luật thanh tra còn chậm, làm phát sinh một số vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là việc xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả thực hiện các kết luận thanh tra còn chưa cao. Đối với lĩnh vực tòa án, tỷ lệ bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Đối với lĩnh vực kiểm sát, một số trường hợp phải đình chỉ điều tra bị can liên quan đến trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân vẫn xảy ra, việc truy tố trong một số trường hợp chưa chặt chẽ. Đối với lĩnh vực kiểm toán, chưa tổ chức lựa chọn kiểm toán đối với các bộ ngành địa phương có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước lớn liên quan đến chuyên đề quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, ứng dụng phần mềm, công nghệ thông tin. Thứ ba, về một số vấn đề đặt ra sau giám sát. Một là công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để đảm bảo các nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong nghị quyết của Quốc hội để thực hiện có hiệu quả công tác giám sát lại trong các giai đoạn tiếp theo. Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội cần chủ động, tích cực tổ chức giám sát, khảo sát để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo thẩm tra, báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Hai là Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước cần đề cao trách nhiệm cá nhân, công tác phối hợp hành động để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nghị quyết của Quốc hội, chú trọng công tác ban hành văn bản, kế hoạch triển khai, phân công thực hiện đối với từng nghị quyết, giao cơ quan chủ trì báo cáo, đầu mối phối hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Những vấn đề cần phối hợp nhiều cơ quan, cần có lãnh đạo cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, thực hiện sau khi có nghị quyết của Quốc hội. Trên đây là báo cáo tóm tắt, tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư về giám sát chuyên đề và chất vấn. Tổng thư ký Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Tổng thư ký, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.